ជាមួយនឹងការប៉ះគ្នារវាងអេកូប៉ះជាមួយនឹងក្រុមដែលមកពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកជាមួយនឹងអេស៊ីមួយគ្នាជាមួយនឹងហ្គេមនេះតើអេកូនៅតែបន្តធ្វើការយកឈ្នះទៅលើអុកឈូផៃឬអុកឈូផៃបន្តគេសង្ឃឹមទទួលបានមួយពិន្ទុមកក្នុងពូលស៊ីដែរទេក៏ស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតហ្គេមទីមួយនឹងគ្នាដែរ បាទគូទី2រវាងអេកូប៉ាស់មួយនឹងអុកឈូផៃស្ត្រូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហ្នឹងថាងគាត់ទាំងសងខាងដែលយើងឃើញថាលេអូគឺគាត់មកហ្វាមរ៉េតមុនបាទអញ្ចឹងចាស់ស្ដាយយើងក៏លើកទៅមើលជាមួយនឹងហ្គេរីនេះវាមិនដែរគណៈពេលដែលម៉ារ៉ូគាត់ជួយកម្មអនឡាញមែនទេទៅកាន់សាំងកលឺរបស់អេកូនេះវាមិនដែរតែក៏មានវត្តមានជំនួយជេពីជេពីហ្គេរីគឺគាត់រួមមិញពេញហ្វូលជាមួយនឹងដឹមមេរបស់គាត់នេះវាមិនដែរជាមួយនឹងការឌីហ្វ
ក៏ប្រើជាជាងសិនបើកាត់ជាមួយថាពុទ្ធធ្វើនេះស្វាហាប់ក្នុងការហ្វមជាមួយការលេងជាមួយមូបាលលេជិនបែងៗនេះណាចឹងសម្រាប់ប្រិមិត្តមូបាលលេជិនបែងៗក៏ប្រើជាជាងស្ទីងទៅពីរជាតិដើម្បីឲ្យហ្គេមផ្លេរបស់នេះទទួលបានជាមួយ MVP ដែលផ្ដល់ដែលផ្ដល់ជាមួយនឹងថាពុទ្ធដោយស្ទីងនេះគេបានស្ទីងជីវិតសឹកបន្តដោយជីវិតស្វាហាបាទលុយសឹកអកលចឹងយើងឃើញថាជាមួយនឹងជេភីមិញអាចធ្វើការមេយងបានជាមួយនឹងសឹកច្រឡោណាប៉ុន្តែយើងឃើញរូទេសិននៅខាងក្រោមបាទចំណុចដែរបែរនេះឈូទីអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាដែរស្របពេលឥឡូវចូលទៅឈូបាទចង់លើចង់ណុកក៏បានចង់គប់មកស្គីក៏បានបាទចេះតែនិយាយខ្ញុំចង់ឃើញជាមួយនឹងការ ហ្វាយបាទតោះនេះប្រហែលជាគាត់ទាត់ដើម្បីកម្ចាយឬមួយក៏គាត់ជន់ចង់ចូលក្នុងប៉ុន្តែមិនតអត់ចូលក្នុងប៉ុចឹងអត់ខំមូជាមួយនឹងអាទិភាពរបស់គាត់វិញបាទជាក់ស្ដែងក្រោយទៅមើលធីមហ្វាយសានហ្វតពីការបំពេញពី ថ្ងៃទី 2 របស់គាត់ធ្វើបានល្អជាមួយនឹង
trong ở du sóng bạc quất trong ngày thì buồn đi máu chơi thì du sóng xin chờ rồi bọn con khi mà này màu ấy thằng cáo chúng ta flick up tay thợ thẹ nọc cho mặt hơi từ lơ gà đô anh cứ thằng đấy khi mà này ra pha mặt đây trong cáo wow what a tay giật lấy mà mơ thô thô được khi mà này cao tc nơi tại anh yêu màn chúng ta được thô thô tp p echo mà chúng mình nâng ở ca và form là boss jp cứ quất cho ba mình tên chúng mình đừng kể đi khi mà này đang tầm má rốt được con chạm lại cây bơi và tay quất sốc chất tới dốc chúng mình đừng được mấy thì gà đô bệnh bởi sân dừng nhiên bởi sân con chạm tư ở Maro mấy cứ anh đang ở cả đô còn anh đang quay phát tan cho mình đang ở nghề quạt được như vậy tại chẳng anh cứ quạt lộc tại căn cả đô ba lô thế mà làm quạt được như chẳng thua ở Maro anh đang bảo quạt chắp cứ chắp ọt này rồi chắp cho chắp bán thì cứ cho ọt này ọt này là mấy quay không bà sao mà thay cái cho hồi ồn toán bà như chướng cho cho tới nọc cho bà đấy rồi chắc chưa sát tô mà chồng trên phố buộc rồi chúng ta sẽ ông chi được khi mà Leo anh luôn hai được khi mà chắc và còn chắc tính tiếp chắc chắc xinh xinh bồ bồ bà pi tỏng bạch có đôi chúng ta ba cái đau về đồng hồ tinh chốt đinh vai chờ lớp chú ri chất chất phạm phì và tại một cái flicker đọc thôi một con về liên lạc kiểu lép khơi mẹp chúng ta Maro và tại Maro tôi chỉ ở ô miền áo tí đó và ta tập tiền tê wow chúng mình được thêm phai để dân mơ ra hero bọc trong oxy phai cứ thật ra hero bọc cứ không bố chiên khang trong eco và tại chắc này nó phải được thêm phai mùi mùi cứ trong eco đã biết chúng mình chê vì cứ có tay tình nôm chúng mình được thêm phai mới là lộ được như mà nãy chúng mình cả tốt rồi bọc qua được nha bà chân kể đấy ờ xin lạp khang trong eco nó phải để có trong máy cứ tao thật chê vì cứ có sợi này cái bàn mùi bản chân và sân chân cái quân của bạn cả tổng quay ở thang tên và sản phẩm bỏ thị trí mỗi lẽ thêm mình miễn ca phía chung mình thật nâng ấy một nâng nâng thay trong và thay em tích là sao đã nâng khang khổ mới nhé mà đâu có bàn lọc chọp từ lờ bè mình chú thí ấy còn tay bè được lọc nâng ở mình bị mếch bán ấy phụ tại sao chế thí có bàn lọc chọp từ lờ bà cá nấu bán ấy tẻ chương xa tốt mà chương toàn lọc một tay mình ca toàn mà với những khi hôm nay bà đại tu em lên mà đại chọc lại bạn bong chụp vật từ lờ chế thí và đời bà tốt bà tốt bà chụp vật được con này đá dịch cớt đi bà bắt bóng bắt ơi chúng mình đang sáng chi để dọc kia ba cái lần học tôi kia bóng này wow bà xong rạp tờ rác hero robot kháng trong y cố con ớt sư con trinh con quay màn ở phim của con thông cảm của ông phong không ở phu si bỏ dưới ấy bằng tay tờ rác hero robot ớt sư trinh màn trang là đến bằng không kiểu này chiếc xe sáng chi để con đồng phong chùm mùi nâng ở if bỏ quật để con đồng phong ban chùm mình ở chú hú sĩ cứ quật ở phô ba lỗ chùm mình MVP chùm mình main player được kiểu này xong rạp ở cảm quật để con ban chùm mình ở chú chiếc xe này là nít sáng chi nâng ở phô ba lỗ được kiểu này sáng phong còn nơi tờ phô ba lỗ được kiểu chùm mình cao nó flink lươn mình tên chiếc xa tôm mà chừng giờ mấy cái bàn tiền này thế chú kia nó trên thua ăn phê với liếc cái kia bóng này lẽ OBG ba cái đau với một nơi kia bóng này một tay thô thô dô ba đây tên Smipo JP trên này dô ba chú vừa là thô thô ba wow mà scoreboard phạm bay bay đi kia bóng này mà chúng mình đang early game với bạn tích phạm eco chúng mình đang tạo xung quanh đi bóng này và tay chắc lại nó phải để team fight cứ có thua là ổn hiểm máu chỗ bao chạm bóng kia dô tạm đông tạo đã ưu tạc tử xinh mặt ánh trong crowd bắt bóng chú vật chú vừa là Maro đôi kia bóng này có đôi chiếc trẻ T1 trẻ nó khác nào bắt bóng đây chọn trường bạc lịch cơ cần đại sản phẩm mouse fly chúng mình được cam quay back line gà đồ tu chiêm sổ bạch bà ơi wow ba vai tơ vai mau vai tơ vai mau và sản phẩm kháng cự từ pin được như thế này vận tay như thế này tơ mơ chúng mình thêm vai mini eco chạm đám thua cao vai tơ được như thế này được sao tay vua tơ miên được bao ở khi qua được chạy chui thì mang lươn được nhiều khá thì gì bằng một chúng mình ăn thì bên được bao cốt phải lưu đi được như thế này nè được vai back line cái đó miên được chi chúng mình sản phẩm được như thế này chạm thua cao vai back line được như thế này và chúng mình cốt mà đâu mấy con chi ông cá chạm được như thế này nó bây giờ khá thì gì đã thì bên tơ lớn con nó con có chạm khá thì gì đã tay được mình bao cốt tơ khi qua được ngày về và chẳng cứ thua thì vai mà đâu kể đấy anh chưa thấy của bạn để bao giờ con nó bây giờ lên em có trong flicker chắp chúng mình là bọn tầm biên rồi bọc kháng trong eco nam mũi và tay nam mấy cứ nơi tầm biên chúng mình JP cứ có trăm lọc chúng mình là lọc môn một ai tiền ai tiền môn này lọc môn một bà kém cứ có ai cho các ai dùng chủ đi cứ có copy chúng mình là ai thì phải chú cứ có thua ban ra đấy rồi sao để phải để chú lọc flick tốt chắc cứ có ai cho các tốt chú với những điều mà mình đang xài mà lúc có là chắp stand thì được chắp stand mết một tay chắp stand nó phải để có chắp stand tại vì mình sang chi cứ sang chi cứ có bắt đầu với một lần bánh tay có chắp chắc mà khi có khi khai ô chung mai có ở chi ông ca xịt chú không cắp bụng đồng bây giờ bắt tờ lơ ở thang kết để mà lúc chắp án chắc cứ ai thì tao đồng bây là bỏ sang chi chắp được thì mà này nó phải để sang chi bắt chung này ô với một lần được gì bà khá thì gì có mình bớt được sao tao năng lý ô cho tới invest được như hôm nay chúng ta luôn bờ thì lại slow môi chọc chương pia rồi được như hôm nay slow phong chai phong gần ngàn khăn đến rẻ là phá clear mini là mid lane được như hôm nay lót nâng cao nâng không pay liệp làm bay với những tí tiết được như hôm nay chúng ta lót spawn màu hai chúng ta đang lót đi cứ chỉ lót thòn đà qua a toàn chân chỉ lót in hand ủ tê bà slow pay là dơ mơ lấy tầm mơ mini map cứ khơi thay mà cho bọc hai thêm ốc chụp hai stone màu
យជួយការ rotation ឃើញវត្តមានរបស់ Sanford ប៉ុន្តែមករកគាត់សោះ flick shot ទៀតមកចောက်តែម្ដងជាមួយថាគាត់ lock ណាគេបាទចេះស្ដែងគេខ្ញុំគាត់ថាគាត់គាត់ប្រហែលជាវាយតែឡោតទេហើយគាត់ខ្សែវិញដោយសារតែយើងមើល KTC game គឺគាត់ចូលទៅការយកជាមួយនឹង IGT សិនទេបាទមក KTC conceal យ៉ាងម៉េចដែរ lock ជាប់បាត់ហើយក៏ដូចជាមានការចាប់ជែងបោស្រង់វាយដាច់ទៅលើ JP អស់ទៀងហើយទុកឲ្យ Sanford ទៀងហើយទុកឲ្យ Sanford ឈ្នះបងហើយចូលទៅវាយស្រង់ skill បាត់បងជាមួយនឹង Gado បាត់ហើយជាមួយនឹង damage ច្រើនតែពី Benny QT ប៉ុន្តែ Leo នៅក្នុងស្មៅយ៉ាងម៉េចដែរឃើញមេបាត់ហើយជាមួយនឹង Leo ចាប់ធូនមួយជាប់ដូចគ្នាមកដែរមករកសល់ឈាមដែរធ្លាក់ slow back down វិញទៅមុនប៉ុន្តែមានការ flicker ដកថយទៅពេលពូក៏ដាច់ដូចគ្នាមកដែរ Monster kill ពី Benny QT ហាហៅមកខាតទៅស៊ីដកថយមកវិញពីគ្នាមកដែរបាទមិនអោយថយស៊ីចូលជ្រុលទេមុននឹងគឺគាត់អត់ជាការចង់ចូលទៅវាយជាមួយមករកប្រដាច់តែមកសម្រាប់ការទីទីគ្នាបាទ team fight ខ្ញុំគិតថាកន្លែងមិញគឺសម្រាប់ខាងក្រុមជាមួយនឹង Oxu Fly គឺគាត់បោះ team fight គឺគាត់មានពិបាកដូចគ្នាមកដែរដោយសារតែយើងលើទៅមើលជាមួយនឹង remake របស់គាត់គឺអត់មានសោះតែម្ដងហើយដល់មួយមិញគឺគាត់វាយតែ4 5ឯងសម្រាប់ Eco ដោយសារតែខាងទីទីមិញរវល់ live rubber blueber ដូចគ្នាមកដែរខ្ញុំគិតថាកន្លែង Eco ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការវាយហើយវាយកន្លែងនោះតែឡោះដើម្បីតែអាចតែឡោះ Knock flick យ៉ាងម៉េចដែរតែជួសសាតបោកស្គៀមតែមានការទាត់កាត់មកវិញលោកពូយកតែដល់ជាមួយនឹងហុកប៉ុន្តែអ្នកខាងក្រោយក៏បង្ហើយអ្នកខាងក្រោយដូចគ្នាមកដែរដូចជា TC យកបានជាមួយនឹង Kill ដូចគ្នាមកដែរប៉ុន្តែមានការចាប់ធួនតិចផត់តាន់ពេលវេលាបាត់ហើយអត់មាន damage ទេបាទសម្រាប់ខាងក្រុម Occupy បាទ game ចាញ់ game គេគ្រប់គេធ្វើឲ្យកសងដូចគ្នាមកដែរអញ្ចឹងទោះបីគាត់ចាប់មុនគាត់សរុប damage មុនប៉ុន្តែ Gado game នេះទោះបីអត់មាន JP គាត់ lock 6បាទ JP គាត់ lock Gado early game តែដល់ពេល late game គាត់ blank Gado ចោលឲ្យជាមួយនឹងខាង TC ដណ្ដឹង lock វិញហើយសម្រាប់ Gado គឺគាត់អត់មានអីទាំងអស់ដើម្បីការទប់ខាង TC ទោះបីគាត់ពាក់វាយនៅឆើយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីរបស់គាត់វាអត់មានសោះតែដល់មកសម្រាប់ game នេះគ្នាយ៉ាងម៉េចដែររត់ចេះជួសសាតតួតកាត់មកវិញនៅគ្នាមកដែរបើជួយរកវិញមុនបើគ្នាចូលវាយជាប់កក់ជាប់បេរ៉ូអូ my god what a play ចាប់ទីកកក៏វាយដាច់ដែរជួយលើ Sanford ក្លាក់ slow ជាប់បេរ៉ូជួយជួយជូរីក៏ជា Leon នៅគ្នាមកដែរឡូតនៅតែអាចធ្វើការឃ្លីបានប៉ុន្តែមានស្ប៉ៃរ៉ូមកពីវែលអូដែរប៉ុន្តែខាងក្រោយជូរី77ក៏មិនអាចទប់ជាប់ជួយនេះមេច្រាំតែ Sanford unstoppable ប្រជែងដល់អូតាក់ទៅក៏ដូចជាវាយតែយូ GG game is over ចេញជំនះក្បាច់លើកក្រុម Echo What?